Rồi, chào anh em chú bác đang xem kênh của mình. Trước mà anh em đây mình bán ít hàng nha anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em chú bác mình một sản phẩm pin 21700 dòng xả khủng nha. Thì cái này thì hôm trước mình cũng có quay thoáng qua rồi, thì mình bán chỉ đăng một bài đăng thì mình bán cũng gần hết một thùng. Nói chung giá trị nó sử dụng nó rất là cao. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha, mình sẽ vào review chi tiết cho anh em xem. Và lưu ý hình thức mua bán của mình thì đặc biệt những cái pin này mình bán giá coi như là mình bán lẻ, cho nên số lượng bao nhiêu mình cũng không bao ship với mọi hình thức nha anh em. Anh em chú ý nha, để anh em đừng bỏ qua giai đoạn đầu để mình mà trước khi vào mua bán giao dịch cho nó thuận tiện nha anh em, để nhiều khi anh em mua cái máy riêng pin mà kêu mình bao ship hay bớt này cũng nọ là mình sẽ không có cơ hội nhắn tin một lần nữa nha. Tại một pin mà mấy chục ngàn một viên nhưng mà đồng lại trong đây nó không có bao nhiêu nha, cho nên anh em mua nhiều dù anh em chuyển khoản thì anh em nhận hàng anh em trả phí ship nó sẽ rẻ hơn được một ít ha, rẻ hơn được khoảng một ly cà phê gói thuốc hút ha. Còn anh em COD là từ 30k đổ lên cho một đơn hàng COD nghe anh em, tùy theo dùng nữa, có dùng tới ba mấy 40.000 một cục pin thôi ha. Để anh em mua, để anh em đừng bỏ qua giai đoạn đầu để mình nói, để cho nó khi vào mua bán thì nói chung nó thuận tiện cho đôi bên nha, để nó khỏi phải mất lòng. Thì mấy hôm trước thì mình clip trước thì mình có đăng về cái pin 21700 của thằng Sony VTC6A ha. Thì giá bán lẻ thì mình nhắc sơ lại cho những anh em mới thấy kênh, 62.000 một viên anh em, nội trở, nói chung nội trở đẹp. Mình mua là pin tiễn loại A ha, pin tháo khói kể cả dòng 18650. Và lưu ý pin này pin 21700. Một số anh em nhiều khi không biết ha, 21700 là sao nha, mình cho anh em so sánh. Để so sánh cho những anh em mà chưa biết nha, anh em nào biết rồi có thể tu qua. Đây, VTC6A là pin này, là dòng 21700, cái mã nó in trên đây. Pin này là pin tháo khói nha anh em. Ví dụ thằng Sony cũng là Sony 18650 là như thế này. Thằng này là C4 này, nó bị cóc gặm tí xíu này. Này là pin bạc, pin chữ dạng lưu kho nha anh em, không đạt tiêu chuẩn của Nhật, nó không đóng vào nó báo thiết bị chống bán cho anh em ạ. Cục pin này pin tháo nè. À mình này mình còn một mớ viên C4 tháo khói anh em, còn mấy viên nữa. 18650 là pin viên nhỏ anh em, 21700 là pin to. Mình phải có cái vỏ tương thích nha, sợ anh em không hiểu. Đương nhiên để làm một quả pin to như thế này, người ta sẽ nén dung lượng pin nó sẽ cao hơn dòng 18650. Ví dụ thằng maximum của thằng 18650 của Sony là dù C6 nó chỉ 3000. Thằng này vỏ to hơn thì nó nhét cho đây được 4000. Có loại 4500 nữa nghe nè. Nhưng mà chơi mấy dòng này dòng xả cao để dùng cho máy khoan, máy vít, tất cả các thiết bị dùng pin mà kiểu cần dòng xả cao. Dòng xả cao nó rất là quan trọng, anh em đừng bỏ qua nghe. Anh em xài chơi gia đình thì anh em đóng pin gì cũng được, dòng xả thấp anh cũng được ha. Còn những anh em đi làm công trình này nọ, để máy mình nó hoạt động trơn tru và nó đạt tối đa công suất để khi anh em mình làm việc, thì anh em nên chọn dòng xả cao. Không chỉ riêng gì Sony, cứ pin nào anh em cũng vậy. Nếu anh em đi làm là anh em nên chọn dòng xả cao. Để nhiều khi anh em mua những cái pin rẻ tiền, nhiều khi có 400-500 ngàn một cục 18V, thì người ta anh em mua giá tiền như thế nào người ta cũng bán cho anh em với cái giá trị sản phẩm nó như thế đó thôi. Anh em về anh em cưa anh em cắt là nó bị ngắt ha, là ngắt là lý do anh em là bỏ số tiền không tương ứng với cái nhu cầu mình sử dụng. Mình nói sơ vậy thôi, dễ cho anh em, nhiều anh em không hiểu nha, cứ nói pin nào cũng xài được không phải nha anh em. Thì dòng xả của Sony thì không có thằng nào mà gọi là thấp hết, cho nên anh em yên tâm sử dụng dòng xả liên tục 35A cho viên 6A này. Nội trợ nó là như 8-9 thôi nha anh em, chứ không có cao. Pin này là pin đã qua sử dụng lướt sạc xả chỉ một vài lần thôi nha anh em, chuẩn. Ví dụ thằng này là 902, này mình có căng áp một mớ mình để mình đóng nè. Hôm trước anh em đóng cũng khá là nhiều ạ. Dòng này 893 với nội trợ đầu chính thì đương nhiên nó cũng gần tương đương nhau, sẽ thành grab thành một khối ha. Giá bán lẻ là 62.000 viên nha anh em. Mình về này nói chung cũng bán song song với thằng Samsung 40T. Thằng 40T có thằng này về cái 40T nó tạm ngưng lại. Anh em chọn Sony nhiều. Thì nói chung pin ở thị trường thế giới này thì nói chung là một Sony, hai là Samsung cũng nhất nhì với nhau nha anh em. Và đây là cái pin Samsung 40T, này là mã T3 chứ không phải là 40T thường nha anh em. Anh em nói ha, và cái dòng pin này là dòng pin
đời mới, kiểu như là Sony, mình ví dụ như anh em mua C5 đi, C5 xong rồi nó tới C5A, 5C rồi tới 5D là dòng cuối cùng nâng cấp lên thằng C6, nó là như vậy nha. Đương nhiên thằng này sản xuất sau thì dòng đời nó sẽ nâng cấp, nó sẽ dòng đời nó sạc xả nó sẽ nhiều hơn, cho thời gian sử dụng mình nó sẽ nhiều hơn. Pin nằm trong một khối như thế này mình mới 99,9% luôn nha anh em. Anh em mua về nói chung là mình sẽ bán khối và cũng có sẽ bán lẻ ha. Một khối như này cũng là 370.000, 6 viên, anh em về tự tháo ha. Thì tương đương nó cũng bằng lại với thằng Sony 6A. Giờ đây là pin mình tháo ra để mình test thôi. Anh em cần đóng khối thì mình sẽ tháo ra mình đóng khối nha. Và lưu ý anh em mới giao dịch mình cọc mình mới ship hàng nha. Giờ là anh em đóng pin thì mình đặt cọc mình mới ship mới đóng nha. Nhiều khi những cái pin mới mình đóng vào cái bị bơm cái là làm mất công lắm ha. Tương đương là 40T3 này cũng là tính là lẻ, nó cũng khoảng 62.000 nhưng C6 nghe nè. 6A lưu ý là 217/16A. Thì dung lượng nó khoảng 3.900. Thằng này thì 4.000 đủ ha. Giữa một thằng mới và một thằng đã qua sử dụng lướt và một thương hiệu lớn và một thằng thương hiệu cũng lớn tiếp theo ha. Cũng 9-10 với nhau thì anh em cứ việc mà chọn thôi. Và vỏ nó đây anh em, vỏ một hàng sale, vỏ một hàng sale riêng của những dòng 21700 này là 200.000 đồng. Vỏ hai hàng sale là 210.000 đồng, nó trên là chỉ 10k thôi. Quan trọng nó mắc, cũng một hàng hai hàng cũng vậy anh em. Anh em đóng hai hàng thì lên 8A, một hàng là ra 4A. Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người. Ví dụ anh em làm việc trên cao cần cái nhẹ mỏng. Dung lượng nói chung 4A là cũng đủ sử dụng rồi. Còn anh em xài nhiều thì xài 8A là 10 hàng sale ha. 10B ở 2B là 10 viên pin. Hôm nay có mớ pin lưu trữ nó nghe em. Anh em mà chú ý xem có nhu cầu thì mua ha. Và đây là dòng pin sùng xả khủng, hàng độc tại Việt Nam nghe em, chứ không phải lúc nào cũng có. Thì hôm trước mình có quay sơ thì mình bán khoảng mấy chục viên rồi, trên đây thì còn chắc mười mấy viên á. Đó. Anh em nào muốn mua thì mua nha. Xả 80A. Anh em từ nào mình cũng mới thấy á, nó mới về này mình mới thấy, chứ còn ở Việt Nam mình chưa thấy pin nào xả 80A hết. Để cho anh em xem mã nha. Hàng này cũng ra hàng tháo lướt y như 6A thôi, nó cũng là cũng dòng họ của ông trùm Sony. Anh em chú ý cái mã ha em. Hàng này anh em cho anh em tìm khắp Việt Nam cũng không có nhái khó giả gì hết luôn. VX40 Murata ha. Lưu ý là pin 21700. 21700 là chiều dài 70mm, ngang đây 21mm ha. Còn 18 thì như mình đã nói nó nhỏ hơn thì mình cứ đo ngang thằng này 18, nó dài 65, nó trên lệch khoảng tí xíu. Pin thì cũng tình trạng trên 95%. Dung lượng bao cho anh em 3K9 nha, 3.900mAh tối thiểu. Xả 80A liên tục, tức là xả, dung lượng nó là 4.000 là mới. Xả 20C thì nó là 80A. Cái này nằm trong những cái thiết bị điều khiển, ví dụ Lightcam, những cái máy bay điều khiển anh em, hoặc là những chiếc xe mà anh em thấy ở mấy anh nhà giàu hay chơi đó. Mấy xe đua tốc độ mà điều khiển á. Đó là những nó lắp vào những cái pin này là mới gọi là tương xứng, tại nó cần cái dòng xả cực cao. Pin này Trung Quốc nó cũng có anh em, nhưng mà nó xuất ở châu Âu, châu Mỹ thôi. Ở Việt Nam mình chưa thấy ai bán luôn, kể cả thằng Sony này. Mấy cái pin xả cao 80A Trung Quốc nó vẫn có, nhưng mà nó xuất đi châu Âu. Ở Việt Nam bán không ai mua. Tiền Việt Nam mình nó lớn nha anh em. Bởi đem bán về 200-300 ngàn không ai mua đó. Giá bán lẻ là 85.000 một viên nha anh em. Nội trợ như thế này thì anh em biết cái dòng xả của nó như thế nào. Nội trợ 4 hoặc 3 máy. 3-4, nói chung là 3-4. Cái này anh em vô một hàng sale. Một hàng sale là anh em có thể khoan rút lõi được, vô tư nha. Khoan rút lõi bê tông các kiểu, không có máy nào làm cho nó ngắt. Dưới một hàng sale. Ví dụ như thằng cũng là Sony, nhưng mà dòng xả thằng này nó liên tục nó 35A. Khi anh em vô tải máy cắt rút lõi á,
là đương nhiên nó sẽ cũng không chịu tải nổi nha anh em. Nhiều khi lên tải nặng nó lên tới 450A ha, 450A. Và lưu ý nếu anh em mà mua lẻ giày đóng thì anh em mua bộ vỏ mạch này thì về anh em tự đóng nha, mình bán 80-85 ngàn viên bộ vỏ mạch 200 ngàn. Nếu mà so sánh với thằng C6, ví dụ như thằng C6 này một hàng sale thì đương nhiên là không ai có thể chống lại với cái pin VX40 này, với dòng xả khủng này. Còn lên hai hàng thì nói chung nó sẽ thoải mái hơn. Nếu mà anh em so sánh với C6 là dù đóng hai hàng nó cũng gần 1 triệu đồng một viên. Thằng này thì hai hàng 10 sale 850 vỏ mạch nó hai hơn 200 nữa đi. Nó cũng chỉ hơn trên lệch nhau vài chục, nhưng mà dòng xả nó nói chung là sẽ nhẹ nhàng. Quan trọng ở cái bản mạch của mình nữa. Bản mạch ví dụ mình những con phép này cho xả bao nhiêu. Mấy con phép này cho đóng một hàng như thế này thì nó cho xả dữ lắm 40A. Khi anh em mua pin của mình đóng, nếu mà mình đóng mình sẽ tính tiền công vào ha. Ví dụ một khối như thế này 30 ngàn, 20 ngàn mà quên mỏng đi, 30 ngàn pin to ha, mình phải gỡ cái này gỡ nọ, mình cân áp tùm lum mất thời gian nữa. Và anh em có nhu cầu mình muốn tăng phép lên thì mình sẽ tăng phép lên để cho nó đạt cái công suất tối đa nếu mà anh em lắp vào những cái pin này. Nói chung cho nó khỏe mát mái thôi. Ví dụ như quan trọng ở những con phép nữa nghe anh em. Ví dụ những con phép nó lắp trên bản mạch này thì ví dụ nó cho tải gì lắm 30-40A đi. Khi anh em vô tải là một là chết phép, hai nữa là nó ngắt, nó không tải nổi ha. Là lý do những anh em sử dụng những cái máy của tàu nó hay bị ngắt, anh em thay phép. Anh thay phép cái là anh em thấy cảm giác nó khác liền, nó sẽ không bị ngắt ha. Nhắc lại anh em 85 ngàn một viên bán lẻ. Anh em mua một trên một chục viên mình sẽ bớt đi cho anh em tí xíu nha. Thì hôm trước có anh mua 20 viên luôn á. Nhiều cái kiếm. Có khách nhìn thấy pin này là rất là mừng. Từ nào kiếm hoài kiếm không rập ở Việt Nam. Nó không phải chỉ mà hiếm. Hàng này nó xuất, nó sản, nó dùng nội địa hoặc là nó đi xuất ở châu Âu hay là này nọ thôi, chứ còn ở Việt Nam này mình thấy anh em mà đang xài những cái thiết bị mà dòng xả cao á, anh em cầm mà mua một cục pin nó là tiền triệu không nha. Còn này là nó qua hàng kiểu như hàng bãi là nó sẽ rẻ ít nhất một nửa tiền so với hàng mới. Anh em thấy không, nó bọc không biết cái này zin nó bọc cái gì nè, bọc y cái lớp màng mỏng vậy đó. 85 ngàn viên xả 80A, mã nó là VX40. Anh em search Google không có đâu nha, vô trang chủ của Sony anh em tìm mới gặp thôi. Như khói Samsung 40T này anh em biết mình đang nè, mình đóng anh em đang chào bá lửa, mình đang test xả ra để cho qua bản mạch này mình xem nó có độ cân bằng và sạc xả nó như thế nào, mình mới đóng vào mình giao cho khách. Mình đóng cho khách lên cái trạm điện 300W ha, mình đóng thành phẩm và thiết kế theo yêu cầu của khách, là làm để nhiều khi khách có thể kích đề ô tô. Pin này pin dòng xả cao Samsung mà 40T mà bên 217 luôn, thì mình đóng 6B nó khoảng 200A liên tục, xả là 200A, xả tức thời nó cũng khoảng 300A, cho nên có thể kích đề ô tô hoặc được lắp thêm bản mặt bảo vệ nữa. Và tiếp theo là mình có cái những cái khối pin này, hôm trước mình có view sơ nhưng cũng có được nhận kèo được một anh khách đóng pin lưu trữ mà quả pin 120A ha, 12V 120A. Cái này là pin sắt lithium hệ 3V 7 anh em, 3V 7, nó có rất nhiều loại 3V 2. 3V 2 là khác ha, con này là 3V 7, một khối như thế này là 30A. Anh em muốn mua lẻ về tự đóng ha, thì mình bán cho anh em 280 ngàn, khỏi phải ghi nha, 280 ngàn một khối như thế này, không bao gồm phí ship nha, dung lượng đủ 30A luôn. Hàng này hàng nội địa Trung, cũng là hàng tháo. Cái đó mình lên hôm qua mình đấu mặt vào rồi mình xả hôm qua mới sạc, hoặc là mình đủ 30A luôn nha, đấu 12V để mình xả những cái bóng đèn phía trên này nọ nè, mình xả một ngày liên tục mới hết pin. Nó có mã vạch luôn ha. Pin lithium, nói chung là pin lưu trữ. Quên để mình bọc phải cách điện nha chỗ này nha nè. Khi muốn hàng thành khối như thế này là mình phải hàng bằng laser nghe nè, chứ không có những con phải như bắt ốc vít những cái loại pin sắt khác ha. Nè anh em thấy nó đánh dấu trừ không? Và cái này cọc này bằng nhôm. Cho nên mình phải là đi hàng laser.
hàng laser rất là mắc tiền luôn. Hàng một cục như thế này là 20.000. Dòng xả thằng này nó cũng khủng nha anh em, 90A là 90A, nói chung là sử dụng pin để dùng lưu trữ mà, nó lắp trên tủ điện để nhiều khi lưu trữ hay năng lượng mặt trời gì đó ha. Bên nói chung là nhiều công dụng cho này đó. Những pin này anh em có thể sử dụng trong cái những cái xe máy điện á. Xe máy điện còn rất ok luôn nha anh em. Pin này pin của nội địa Trung ha. Chứ còn pin Nhật chắc mua không nổi. Pin này pin nội địa Trung, một khối như thế này 30A bán 280.000. Anh em ví dụ muốn mua bao nhiêu khối thì anh em về anh em hàng tự hàng nha, lưu ý là phải hàng laser nha, trên này bằng nhôm đương nhiên anh em hàng là sẽ không dính ha. Không thể hàng chì với nhôm được nha anh em. Chứ mình sẽ kinh doanh thêm mặt hàng này nha anh em, mình bào đủ thứ hết. Ế ẩm quá mình bào đủ thứ hết. Và đây là khối mình đóng mình đi hàng lại 3S 12V. 12V là lượng dung lượng cũng 30A. Cái này dòng đời sạc xả nó cao hơn thằng ly ông luôn. Còn như thằng biết cái gì bình ắc quy á là chuyện nhỏ nha anh em, nó gấp tới dòng đời sạc xả của nó gấp 3-4 lần thằng ắc quy lận. Cho nên anh em nào dùng những cái này thì anh em cũng biết rồi ha. Thường là không dùng lưu trữ, anh em ít khi dùng mà kiểu như bình ắc quy lắm, dùng những cái pin này thôi, lithium này thôi hoặc pin sắt kia. 12V 90A này. Mình tụi nó mình đi hàng không, một cục như thế này là 20.000 tiền hàng laser. Một cục như thế này là tiền hàng không là hết 60.000. Ha. Nói chung là mình cũng đấu mạch máy khoan 3S bình thường, và hệ 3/7 mà, nó cũng như là thằng pin pin lithium thôi. Đó, mình đấu mình sạc đầy rồi. Trong hàng tiện thì anh em có chơi mua về lưu trữ á thì anh em mua nè, mình có nạp vào rồi à, 12V 51. Để mình xem cái bản mạch nó cân bằng cell tốt hay không nữa anh em, cho mà mình thử rồi ok rồi. Để mình đốt đèn cho anh em xem nha. Đó anh em thấy, mình tắt đèn cho sáng nè. Ok. Một khối như thế này 3S như thế này mình bán 900.000. Nói chung là mình chỉ việc đi hàng cho anh em thôi. Còn anh em nào ở khu gần nhà có tiệm hàng laser thì anh em tự hàng. Còn anh em muốn lên 24 thì mình nhân ra, nhân bao nhiêu A mình dùng cho việc gì thì cũng nhân ra. Mình cũng có mới nhận khách, mình chờ hôm nay nó cắn vào thứ bảy chủ nhật, mình không có đi cái tiệm người ta ha, người ta nghỉ á. Mình không có hàng cho khách. Khách đóng là 120.000. 120A. Mình đóng 4B tức là 12 này 30A. Tức là 12 cục như thế này. Cục gì là 30A nè. Cứ mình nhân lên thôi, nhân 4 lên thành 120A. Giờ mình hoàn thiện cái bộ 120A cho khách đầy đủ luôn, hợp luôn này nọ luôn là khoảng 5 triệu đồng nha anh em. Và chưa có sạc và cưa của nguồn inverter để khách dùng cho những cái công việc, ví dụ trời khi cúp điện dùng cho những cái dụng. Anh em cắm vào inverter thì nó ra điện 220V, mình dùng cho cái đèn quạt những nơi hay thường xuyên cúp điện, hoặc những anh em ở trong rẫy hay là những khu ở xa thì trắng, nói chung là dùng quê thì mấy cái này thì nó rất là quan trọng ha. Cái này nói chung là dòng đời sạc xả nó từ 3.000 lần anh em, 3.000 đến 4.000 lần, cho nên so với ắc quy chì thì nó sẽ độ bền nó cao hơn rất là nhiều. Giá thành thì nó cũng chỉ đắt hơn tí xíu. Còn cái này thằng này ví dụ tối đa nó cũng chỉ có 1.000 lần à, thằng này tới mấy nghìn lần. Đó, anh em đóng lưu trữ là tuyệt vời luôn, hoặc là xe máy điện ha. Cục như này bán 900 cũng không bao ship nha anh em. Cục như là có 30.000 à anh em. Đó, anh em thêm tham khảo nha, 900.000 đồng không bao gồm mặt, mình chỉ hàng việc hàng ví dụ 280. Hàng thành 3 cục như thế này tốn 60.000 tiền công nữa thì nó cũng tròn là 300.000 một cục. Anh em muốn đóng lưu trữ hơn như thế nào thì mình sẽ đóng cho nha. Tại vì mình mới giới thiệu thì mới có vị khách cũng mau lẹ đưa giá anh xem tham khảo là anh chốt luôn. Giờ mình chờ đi hàng về mình sẽ lên cho anh em mình cùng xem ha. Giờ, cái này là 900.000 đồng không kèm bản mạch nha, lưu ý là không kèm bản mạch và không bao gồm ship.
anh em muốn đóng pin những cái pin nào pin máy quay vết hư hao hỏng hóc gì thì những cái dòng máy phức tạp thì anh em phải gửi giỏ mình mới đóng nha. Ví dụ như khói này là thằng này là nó là cũng giỏ của Milwaukee 2 chấm, nó sử dụng cell 20R, cục pin này anh em mua cũng không hề rẻ, nếu mà hãng bán cũng phải 500 ngàn lệch nhất. Mình thay cho khách trong đây là lỗi VTC5D pin mới, chỉ 300 ngàn tiền pin với 20 ngàn tiền công cho một quả như thế này. Còn con máy này tự nhiên cái pin giờ không có pin test bán pin này, máy này máy dòng Hitachi 18 của anh ba búa, nói chung là mình có hai cái chập này mới ken luôn. Ba búa này này tương đương mạnh, tương đương TD171 nha anh em, là những mấy ông cầm của dòng của Makita nó dòng TD171, 172 là 173 là mở ra. Thằng này là mạnh hơn TD171 luôn, thì so với TD172 thì nó có thua nhưng mà nó nhỉnh hơn thằng TD171. Ba búa nó cảm giác thì dùng nó rất là sướng, tạm chưa bán nha nè, tại mình chưa có pin test. Sạc nó bị hư, cục sạc zin 100V của mình sạc nó mất hứng, nó mới hư cái trái biến áp. Rồi phần trên đây thì mình đã giới thiệu hết sơ nha. Anh em muốn đóng pin Sony VTC dòng 18650 thì mình có C4, C5C, 5D nha nè. C6 tạm hết hàng, C6 hết hàng, có mấy trăm viên hết hàng ha. Anh em mua giỏ linh kiện mình có đủ nha, hoặc là mình đóng thì đóng gia công cho anh em thôi. Pin mình báo giá như thế này, anh em chụp màn hình lại tính tiền công của mình thôi. Và anh em mua linh kiện mình có đủ, và mình bán buông đuôi. Còn anh em muốn bảo hành 3 tháng 6 tháng cộng 5% 10% là mình sẽ bảo hành, có chế độ bảo hành riêng hết nha. Giá là mình giá bán pin lẻ và mình bán linh kiện và mình đóng tiền công tiền kẽm trong đó, mình tính tiền công thôi, chứ không có trách nhiệm trong đó. Còn anh em muốn để yên tâm dùng trên một quả pin mình đóng thì anh em bỏ tiền ra mình sẽ bảo hành nha, có chế độ bảo hành hết cho anh em. Chứ để mình đọc để mình báo giá như thế là coi như là tối ưu có thể cho anh em thôi, cho dành cho những anh em nào không có máy hàng sale thôi. Còn đa phần mình bán khách lẻ cũng rất là nhiều, đa phần anh em cũng như là thợ. Giờ quay sơ dưới đây cái đó. Mình nhận đây mình đang có hai bộ lớn bộ nhỏ, mình đóng cho hai khách nè. Đó, với cái cục này là mình đóng cho cái khách một bộ 300W á. Để mình lấy cục này xuống nha anh em. Cái này xong rất tiếc mà mình vô đây nó không có vừa nè, xong thôi mình vô cho khách gọn luôn nè, nó không có vừa. Còn mình chưa thử vô thằng này, tại cục này mình cũng đang vô cho khách thôi. Mình đang sạc vào cho nó dòng 10A nha anh em, mình sạc nãy giờ rồi nó vô được 5A, mình xả cạn. Đây. Cái này tạm điện của Nhật nha, xài xong nó xài điện 100V 1000W, nó xích AC 1000W. Và cái này mình thiết kế theo yêu cầu khách nè anh em ha, mình đưa ra hai cái dây chà bá lửa để khách khi dùng điện dùng, đưa hai cái cọc âm dương để cho khách mua cái inverter rồi để sử dụng điện 220V. Cái đó thì anh em mua rồi thì chỉ tầm, nếu mà anh em mua công suất trên chừng 1000W, chừng 300-400 ngàn của hàng tạo á, nguồn inverter á. Còn thằng này là bộ zin của Nhật 1000W, nó sẽ là một điện 100V anh em ha. Điện 100V để sử dụng 220V, anh em xài chừng 500W, anh em mua chừng trăm mấy chục ngàn nữa, mình sẽ đấu ra hai cọng dây tự lấy từ nguồn của pin á, để anh em đấu xài inverter ra 220V. Đó, dễ sử dụng. Bộ này mình lên cho khách khoảng hơn 5 triệu nha anh em. Thì nói chung mình thiết kế cho bo mạch sạc riêng, sạc riêng để sạc nhanh á. Thay vì quả pin trong đây nó là 60A thì của Nhật nó cho sạc tối đa có 5A. Cho nên người Việt Nam mình không ai mình cứ kiên nhẫn mà chờ đợi mà sạc một quả pin như thế này là hơn nửa ngày. Mình thì mình ở Việt Nam mình ai cũng vội hết á, không bao giờ chịu mà kiểu nó sạc lâu. Theo tiêu chuẩn của Nhật là 1/10. Thì mình có đâu có mạch sạc ở dưới này. Có thấy nha, quả pin nó đây, chà bá lửa nằm dưới đây gọn băng. Cái này mình đang thử test sạc xả thôi, thì giá nói chung là sẽ giá từ 5 triệu đồng trở lên anh em, thiết kế theo ý yêu cầu của anh em. Này nó hơi mất thời gian cho mình lắm, tại vì mình phải đưa hai cái dắt ra đây nè, đưa cộng đưa trừ ra đây đó, để cho anh khách khi dùng cần điện 220V là sử qua cái biến tầng inverter nữa để ra sử dụng 220V. Thì quả pin 60A nó tùy theo pin anh em chọn nữa thôi, pin Tàu hay là pin Nhật, pin Samsung. Giá tiền thì dùng mức dao động là rẻ nhất là 5 triệu,
ha. Giờ mình sẽ kèm theo này là mua cho khách một cục sạc này là cục sạc 10A, gần 200 ngàn một cục như thế này. Đang sạc nè anh em thấy không? Khi vào con thì nó còn khoảng 900 mấy ampe, chuẩn 10A luôn nha. Bộ này mình giới thiệu nhiều rồi. Thì phía sau đó thì mình có một cái ở bãi về sau mình còn sót một cái chưa tháo pin nè, nó còn sống. Còn cái bộ nhỏ này như ví dụ như lên một khối pin cũng tùy theo giá trị pin anh em lên. Khi anh em muốn sử dụng 220V thì mình mua thêm cái inverter, mình nhiệm vụ ví dụ anh em cần thì mình cấp gạo dây âm dây dương để cho anh em cấp vào cái inverter, anh em sử dụng điện 220V khi cấp điện anh em đốt đèn sử dụng quạt. Còn không là điện zin 100V thì phải sử dụng những cái thiết bị autovol. Autovol là trên những cái củ sạc hay là điện thoại của mấy anh em á. À, TV nó để 100 cho đến 240V là mình sử dụng điện zin ok. Còn muốn sử dụng 220 anh em đi khắp mọi nơi á, thì anh em mua thêm inverter. Nó chỉ có dưới 500 ngàn thôi là công suất khoảng tầm 1000W có rồi ha. Đó chỉ đó là phụ kiện rời nha anh em, là rồi mình bán là bộ zin của Nhật. Bộ zin của Nhật như thế này, anh em nhìn cái bản mạch của người ta rất là chất lượng ha. Khi anh em sử dụng là khoảng 1/3 công suất, thằng này 1000W đi, anh em sử dụng 1/3 công suất là nó sẽ hai cánh quạt này nó sẽ nổi lên, một thằng thổi và một thằng hút ra, nó hút hơi nóng ra đó, để cho luôn luôn những thiết bị này, những linh kiện bên trong luôn luôn mát để nó bền. Nó sử dụng rất nhiều phép IGBT để bảo vệ, nó như nhiệm vụ là đóng ngắt vậy thôi. Một vàng bên đây 8 con, một vàng bên đây 8 con ha, bốn cái biến áp xung. Đồ Trung Quốc này sẽ không bao giờ được cái dàn linh kiện như thế này. Bộ nhỏ cũng vậy đó, anh em thấy nè, dàn linh kiện bản mạch của người ta rất là chất lượng. Vừa xài nó có máy cổng là DC 12V luôn nha anh em, có cổng máy cổng DC 12V luôn. DC 12V nè, sạc 5V nè, tẩu ô tô nữa nè. Đó. Bộ này mình lên cho sale khách gần 3 triệu đồng nha anh em, sale xịn. Và cũng nói chung là sẽ thiết kế nó nhiều lắm, mình phải cắt sạc nhanh nữa, rồi mình nói chung là để thêm một cái bản mạch nó cũng hơi đắt tiền nữa, cho nên giá gần 3 triệu đồng pin xịn nữa, tùy theo cái tiền đó. Giá cũng khởi điểm là 2 triệu đồng cho pin, nếu mà pin tàu nguyên zin không độ chế. Quên, có thằng này, cái thùng này mới về nè, mua về mấy chục cái nữa nha anh em, khui luôn. Vui luôn nha. Quên, cái này là máy khử khuẩn á, của Raobi á. Đó, mấy chục cái bán hết, giờ mình về tiếp khoảng 20 cái nữa thôi. Cái này nói chung là ở nhà anh em nên mua một mỗi nhà, anh em nên mua một cái để dùng. Hàng này thì chung là rất là nhiều rồi, anh em khỏi cần phải lăn tăn nữa. Hàng này là hàng xuất Mỹ. Hàng xuất Mỹ nha anh em. Raobi nó xuất Mỹ, hàng sản xuất tại Trung Quốc, hàng rất là chất lượng. Này hôm trước thì mình hoặc là những nơi khác thì anh em cũng biết là có xem rồi ha. Lưu ý là nó chỉ có thân máy là giá bán 250.000, 250.000 không bao phí vận chuyển ha, kể cả chuyển khoản. Con này nặng khoảng 2,5 kg thì phí ship nó dao động từ 50.000 cho tới 70.000 tùy theo nơi size gần nha. Còn trường hợp anh em chuyển khoản thì phí ship nó cũng khoảng dao động 40 cho tới 40 mấy ngàn, nói chung nó đỡ được khoảng 10 mấy 20 ngàn cho tiền phí. Cái này thì trong giá này thì giá kiểu như giá thanh lý của công ty rồi, thì anh em khỏi phải lăn tăn nha. Giá thì trong lợi nhuận thì những con này thì ở đâu bán cũng vậy thôi, sẽ không bao phí đâu. Hàng chất lượng mà. Ở nhà này bây giờ là anh em xịt mối kiến ha, mối kiến mối à, nhà nào cũng có kiến có mối hết. Mình xịt đó. Rất là hiệu quả. Một cái bình 1 lít hàng rất là chất lượng. Đa phần anh em lợi kho mình lấy thì nó rất là ưng cái bụng, tại vì nó làm kịch cộm và chắc chắn lắm. Và trường hợp anh em nào đang xài pin Makita, anh em có thể lên đế thì cộng thêm 50.000, mình lên đế sẵn anh em về đúc pin Makita vô là dùng nha. Cái này là mình mới về, mình chưa có khui và cũng chưa lên mẫu cho anh em. Và lưu ý là cái này là chưa có pin nha. Thân máy như thế này là 250.000, không bao phí vận chuyển nha. Anh em mới giao dịch cọc mình mới ship nha, hàng nặng. Lỡ mà trục trặc mà kiểu như hơn coi như là bị bơm hè một cái là tiền ship là no luôn nha. Gần 100.000. Cái bộ này mình bây giờ mới lôi ra mới thấy thằng nó còn pin. Không biết đã đóng pin gì nữa, mình cũng phải tháo ra mình kiểm tra và mình bán cho chai. Ủa, mình bán rẻ cho anh em chứ không phải bán cho chai anh em. Pin trong đó thì nó lắp, pin Nhật nó lắp vào thì pin cũng tốt lắm, nhưng mà pin
ở bãi về người ta vô bên gì thì mình không có biết thôi. Rồi anh em hôm nay mình bán như đây thôi nha anh em. Những cái tạm biệt này trong nhà rất cần thiết cho những anh em hay di chuyển hoặc là những anh em làm nghề này nọ ha, mình sẽ thiết kế riêng cho từng người hết. Anh em ta cảm thấy như thế nào thì anh em có liên hệ mình, hoặc anh em có thể mua cái bo này, mình vẫn bán bo cái khung này nè, kiểu như cái khỏi căng pin á, anh em về tự đóng pin. Còn cái này cũng vậy ha, về tự đóng pin thì mình sẽ cho làm tự đóng pin đó, cấp ra DC, cấp ra hai nguồn âm dương đây mình để sẵn, mình sẽ cấp ra cho anh em nguồn inverter 220V sử dụng song song với điện nhật 100V, coi như là anh em là khỏi phải sợ cúp điện, đốt đèn đốt quạt là vô tư. Đây, cảm ơn anh em mình đã xem clip này, xin chào và hẹn gặp lại nhé.